Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ Nông thôn 15 tháng 10 và Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chiều ngày 17 tháng 10 tại thành phố Cần Thơ, Shingenta Việt Nam tổ chức hội thảo Nâng bước phụ nữ nông thôn Việt. Tham dự có đại diện Trung tâm vì sự phát triển phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long, Hội nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ và hơn 150 nữ nông dân sản xuất giỏi tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Theo thống kê, hiện nay lao động nữ chiếm 47,4% trong tổng số lao động nông nghiệp riêng trong hợp tác xã, tỷ lệ nữ chiếm đến 80%. Tuy đã và đang có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, nhưng vai trò vị thế của nông dân nữ vẫn chưa được ghi nhận xứng tầm. Đặc biệt, lao động nữ khu vực nông thôn đang chịu nhiều hạn chế hơn nam giới về cơ hội học tập, tiếp cận thông tin, ít được ghi nhận thành quả trong công việc. Tại sự kiện này, các đại biểu được nghe chuyên gia nông nghiệp chia sẻ những kiến thức khoa học kỹ thuật hiện đại, cập nhật các xu hướng canh tác mới, giúp nâng cao hiểu biết để ứng dụng vào việc tăng năng suất lao động và cải thiện chất lượng nông sản. Các đại biểu còn được nghe chuyên gia y tế hướng dẫn, chia sẻ kỹ năng chăm sóc sức khỏe bản thân, sức khỏe gia đình và cùng gặp gỡ giao lưu với những tấm gương phụ nữ sản xuất giỏi đến từ các địa phương.